quê hương Việt Nam từ ngày cổ đàn đàn đã mang danh cúp sạch phù vàng đàn đã cúp từ Bắc Giang dương nổi văn giang vào Quảng Ngãi Tây Nguyên đến Đồng Nai Long An rồi Thủ Thiêm giờ cúp đất vương lòng hương xôn đào có ai ngờ ngày Tết xuân sắp đến còn hai tuần đang cúp đến hồn nhiên cùng ăn áo xanh áo vàng kéo đầy vườn họ xe cấu úp sập nhà dân chung hãy nhìn xem những trẻ em đứng khóc thắm căng vào đôi mắt ướt đau thương về bình chân cục mắt mù khô không bao chục năm với đời sống bất thường dòng cũ thế cô dựng lên mái ấm cùng bên nhau đi nốt cuộc đời này thế mà chúng vẫn vung tay đến cao nhà vất đôi chân gỗ tiếng kêu quan thờ than trời thương tội cú dân lành không còn mái nhà đâu cho đồng bào thoát ách đáng cuộc tội và cũng cần phải vùng lên tranh đấu quê hương Việt Nam từ ngày cổ đàn đàn đã mang danh cúp sạch phù vàng đàn đã cúp từ Bắc Giang dương nổi văn giang vào Quảng Ngãi Tây Nguyên đến Đồng Nai Long An rồi Thủ Thiêm giờ cúp đất vườn lộc hương xôn đào có ai ngờ ngày Tết xuân sắp đến còn hai tuần đang cúp đến hồn nhiên cùng ăn áo xanh áo vàng kéo đầy vườn họ xe cấu úp sập nhà dân chung hãy nhìn xem những trẻ em đứng khóc thắm căng vào đôi mắt ướt đau thương phê bên chân cục mắt mù khô không bao chục năm với đời sống bất thường dòng cũ thế cô dựng lên mái ấm cùng bên nhau đi nốt cuộc đời này thế mà chúng vẫn vung tay đến cao nhà vất đôi chân gỗ tiếng kêu oan thờ than trời thương tội cú dân lành không còn mái nhà đâu cho đồng bào thoát cách đáng cuộc tội và cũng cần phải vùng lên tranh đấu tiếng kêu oan thờ than trời thương tội cú dân lành không còn mái nhà đâu cho đồng bào thoát ách đáng cuộc tội và cũng cần phải vùng lên tranh đấu.